Vũ, cậu ngồi xuống đi. Hả? Mấy hôm nay cậu như thế nào rồi? Có uống thuốc đầy đủ theo lời bác sĩ không vậy? Tôi đem bánh tây cho cậu nè. Coi cậu kìa, y như là lúc còn nhỏ vậy. Tôi nhớ mỗi lần bà Liên Anh đi công chuyện về đều mua hộp bánh tây mà cậu thích ăn. Tôi lựa những loại bánh tây mà ngày xưa cậu từng thích. Hy vọng khi ăn chúng, cậu sẽ nhớ lại được phần nào. Xin lỗi bác sĩ, hai bệnh nhân này từ khu mới chạy qua đây, tụi tôi không kịp giữ lại. Không sao đâu, các anh cứ đưa họ về đi. Dạ, dạ. Đi thôi. Đi. Dạ thưa bác sĩ, tôi có thể dẫn bệnh nhân đi dạo được không? Được chứ. Sự tương tác giữa bệnh nhân và gia đình là phương pháp rất hữu ích giúp bệnh nhân tâm thần mau hồi phục. Dạ. Cậu ngồi xuống đi. Cậu ngồi xuống. Cậu à, có nhớ chiếc đồng hồ này không? Đây là kỷ niệm mà ba của cậu đã tặng cho cậu trước khi cậu đi du học đó. Cậu biết không, tôi đã trở về nhà ở Biên Hòa. Tôi cố tìm những món đồ để có thể giúp cho cậu lấy lại được trí nhớ. Nhưng mà những món đồ của gia đình cậu đã bị cho đi hết trơn rồi. Tôi chỉ có thể tìm được những thứ này thôi. Cậu Phúc à, cậu ráng nhớ lại đi cậu. Còn cái này, cậu nhìn thử đi, cậu có nhớ gì không? Đây là cái chuỗi hạt của má cậu, thường hay niệm Phật trong phòng riêng đó. Còn cái này thì sao cậu? Cái này là chiếc đĩa hát. Tôi cũng không biết nó ở đâu ra, nhưng mà tôi thấy nó còn nằm sót lại ở trong phòng của cậu. Cậu ráng nhớ con. Cậu sao vậy cậu? Cậu Phúc ơi, cậu sao vậy? Nè, nè, ăn kia. Cậu à, cậu bình tĩnh đi cậu. Nè, bây giờ phải để bệnh nhân bình tâm trở lại. Tôi nghĩ là miền Nam được giải phóng, làm cách mạng là để giải phóng đất nước, xóa bỏ phân biệt giai cấp, bài trừ phong kiến và xây dựng một đất nước công bằng và dân chủ. Đúng là số phận an bài khi cách mạng đến đúng giờ lúc. Hơn chính là một tư sản lớn. Dạ đây cán bộ. Tài sản mênh mông. Được rồi. Từ quê lên phố, nó thuộc thành phần đại địa chủ bóc lột người nghèo khổ. Phải chăng chính lúc này đây rồi con Hân đang gánh hết mọi tội lỗi từ thời của ông? Hay nói cách khác, đây là cái nghiệp của gia đình nó. Tất cả tài sản mà Hân chiếm đoạt của nhà họ Trần đều bị tịch biên. Căn nhà nó mua sau khi lên Sài Gòn quá lớn, nên nhà nước bố trí cho thêm nhiều hộ vào ở chung. Hân quyết định trở về ở nhờ trong căn nhà ngày xưa mà nó đã tặng cho dì để giữ già. Giá như cách mạng đến sớm hơn, giá như công bằng được thực thi, và giá như không có sự phân biệt giai cấp thì biết đâu những thù hận đã không xảy ra và những nỗi đau đã không tồn tại. Thân gái bên nước 12 gặp nơi trong đục, gặp nơi trong đục mấy ai nương nhờ. Hân à, ru con á mà cứ chọn lời than thân trách phận, con không sợ lời ca nó giận cho người con bé hay sao vậy? Con còn chưa quên chuyện mất nhà, mất ruộng sao con? Con đừng nên như vậy mà sanh bệnh. Cách mạng đến là để xóa bỏ giai cấp, bài trừ phong kiến, để xây dựng một đất nước công bằng, dân chủ hơn. Chẳng phải đó là điều tốt sao con? Ai nói cho chú nghe những điều đó? Thì chú đọc báo, chú nghe người ta nói lúc đi chợ, chú thấy những điều đó cũng đúng mà. Con không nói là sai, nhưng chú nghĩ coi, con có phải là kẻ ác bá, chuyên cướp của dân lành không? Con có phải là tư sản cường hào không? Chú có thấy con đối xử tệ bạc với một người nông phu nào hay không? Vậy tại sao con lại bị như vậy hả chú? Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng thì có ai biết được nỗi niềm của mình đâu con. Con cứ nhìn xem, chú và con xuất thân là gì? Sau bao năm thăng trầm, chúng ta cuối cùng đã rũ bỏ được quá khứ hèn mọn. Rũ bỏ cái gì khi chúng ta lại trắng tay? Có giống như những kẻ nghèo khổ không hả Tư Vú? Vú không đồng ý với cách con nói. Con đã từng đi lên với hai bàn tay trắng thì bây giờ con cũng có thể bắt đầu lại từ đầu được mà. Quá khứ rồi cũng phải sang trang. Tương lai mới đang chờ con mà Hân. Chẳng phải bây giờ con cũng đâu có thua kém ai. Chú không bị gì để bà phải làm phúc đức hết. Con bé đã đến tuổi biết đi, biết nói mà vẫn không nói được, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Rồi nó sẽ nói được, nó chỉ chậm hơn những đứa cùng lứa thôi, chứ không phải lo. Con à, hay là mình dẫn Nhân An đi khám nha. Con đã nói với vú rồi, con gái của con không bị gì mà phải đi khám hết. Bà chỉ cần ký vào đây là cậu ấy có thể xuất viện được rồi. Cậu ấy về mặt nhận thức còn hơi chậm, nhưng so với những bệnh nhân khác thì có thể nói là vượt trội. Ý chí của cậu ấy rất là mạnh mẽ. Được rồi, bà có thể đưa bệnh nhân về. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ bà. Chú Huệ à, mình đi đâu vậy? Mình đi về nhà. Đúng rồi, đừng đi nhanh con. Đúng rồi đó, Nhân An của má ngoan nè. Đúng rồi, Nhân An giỏi quá nè. Giỏi, giỏi ơi là giỏi luôn. Nhân An của má ngoan. Ráng đi con, ráng đi được cho má vui nha. Má thương con mà. Nè, cố lên, ráng lên. Ráng lên. Rồi, con của má giỏi. Đúng rồi, con của má làm được mà. Con của má giỏi mà. Con của má giỏi mà. Hân ơi, mở cửa cho vú con. Dạ, con ráng đi qua đây với má nè. Giỏi, đúng rồi. Đứng đây nha con. Cậu đến đây làm gì? Tôi... Đừng sợ, cậu vào đây. Sao Vũ nói là mai mốt gì cậu ta mới về? Bác sĩ nói có thể đưa cậu Vĩnh Phúc về lúc nào cũng được, nên Vũ tranh thủ được ngày nào thì hay ngày đó. Bộ con sợ sao? Không phải sợ, mà là chán ghét. Nhìn cậu ta là lòng con chỉ nghĩ tới chuyện không vui thôi. Con không vui chỉ làm cho con thêm mệt thôi. Với lại bây giờ cậu Vĩnh Phúc cũng có nhớ được ai đâu con. Chứ không phải bác sĩ đã chữa hết bệnh cho cậu ta rồi sao? Bác sĩ nói bây giờ chỉ có thể lấy lại được phần nào sự ổn định tinh thần cho cậu Phúc thôi. Còn muốn giúp cậu nhớ lại mọi chuyện thì cần phải có sự hỗ trợ từ gia đình. Ai là gia đình của cậu ta? Hân à, tại sao con có thể nói như vậy được chứ? Cậu Vĩnh Phúc trước đây cũng từng là... Không, con và cậu chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu Vĩnh Phúc mà còn biết trước đây đã chết rồi. Đánh người chạy đi chứ không ai nỡ đánh người chạy lại đâu con. Con không thể tha thứ cho cậu Phúc được sao hả Hân? Đi cậu. Con gái cưng. Nhưng An không được phép đùa giỡn với người này. Còn cậu nữa, ai cho phép cậu ngồi đây? Không sao, không sao. Hân à, con sao vậy? Con đồng ý với Vú về chuyện đưa người này về đây, nhưng không có nghĩa là người một nhà. Từ bây giờ cậu chỉ được ở dưới bếp hoặc là trong nhà kho, không được phép vào đây. Hân à, con kỳ quá à. Cậu cả khùng khịu, có biết gì đâu. Con làm cậu sợ à. Tốt nhất là cậu ta cứ như vậy, đừng nhớ lại bất cứ chuyện gì hết. Không sao đâu cậu. Trời đất ơi, sao làm hoài mà không hết việc vậy con? Con phải giữ gìn sức khỏe chứ. Uống miếng sữa đi con. Con không sao. Chú để sữa cho Nhân An uống đi. Sao mà hôm nay đồ nhiều hơn mọi hôm vậy? Mới có 3 ngày à. Mà chú nghĩ đồ của một tuần á. Không phải một tuần đâu, mà là một tháng. Trời đất ơi, tội gì mà làm sống chết vậy con? Trong thời buổi này, chỉ có nhận may mướn ở hợp tác xã thì mình mới có cơ hội làm giàu thôi Vú. Mình mới chân ướt chân ráo bước vô nghề thì phải làm nhanh, làm hiệu quả, thì người ta mới tin tưởng giao hàng cho mình nhiều. Làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe nha con. Vú thấy con làm ngày, làm đêm, Vú xót lắm. Mình mà đổ bệnh một cái thì tiền thuốc chẳng thấm vào đâu hết. Dù có bệnh, con cũng phải làm cho xong. Đây là con đường làm giàu duy nhất của gia đình mình. Cảm ơn Vú. Con vẫn quyết tâm làm giàu đến vậy sao? Bây giờ nhà mình chỉ cần đủ ăn là được rồi. Đủ ăn là như thế nào hả Vú? Đủ ăn rồi, biết khi nào mới dư. Không dư thì làm sao làm chủ được? Con không muốn cả đời mình là một đứa may mướn. Con đã nói như vậy thì Vú còn nói gì được nữa. Vú đừng có lo, con tự biết sức mình tới đâu mà. Nếu không làm, con sợ là không đủ tiền để lo cho vú và Nhân An sau này. Con thì sao cũng được, nhưng nếu để vú và Nhân An khổ, con chịu không được. Với lại bây giờ nhà mình còn phải nuôi thêm một miệng ăn nữa. Kìa, con thấy không? Coi như là nhà mình có thêm một người để giữ Nhân An. Vú bây giờ cũng không còn sức để mà chơi đùa với con bé mỗi khi con đi làm. Con cũng sẽ an tâm hơn mà đi làm. Chẳng phải là một công mà đôi việc sao? Tùy vú, miễn là đừng ảnh hưởng tới con đường con đang đi là được. Con yên tâm, mọi chuyện đều có đường đi của nó hết. Nếu có duyên thì chẳng mấy chốc sẽ đi chung một con đường thôi. Chiếc máy may này còn mới quá gì hả? Lúc đó ngày nào cũng nghe tiếng máy may chạy hết trơn. Vì hầu hết thời gian con Hân nó đều dành cho việc nhận đồ về mai. Con Hân thì ngồi ở đây, còn ở ngoài kia thì nghe cậu Phúc và Nhân An. Tiếng cười đùa vang khắp cả nhà hết trơn. Thỉnh thoảng con Hân nó càm ràm vài chuyện, dì lúc nào cũng tìm cách khuyên nó. Dì rất mong cả nhà cứ vậy mà sống bình yên. Con nghe dì kể mà con cũng vui lây. Ở đời còn gì hạnh phúc hơn là vì cả nhà được sum vầy, đúng không dì? Con nói đúng. Thời gian đó mọi người gần với ai cũng an phận. Và hãy ngủ cho vú. Nhân An nó ngủ rồi. Con à, con phải giữ gìn sức khỏe chứ con. Vú thấy nhà mình cũng có dư rồi, sao mà con cứ làm quần quật như vậy chứ? Bởi vì con chưa muốn dừng lại. Bộ xí nghiệp mai Ngọc An chưa đủ làm cho con hài lòng sao vậy con? Con không muốn Ngọc An chỉ mãi là một xí nghiệp mai nhỏ. Con muốn trở thành một doanh nghiệp, và còn hơn vậy nữa. Con không nhớ gì sao? Khi xưa con cũng đã từng là một mợ chủ rồi. Những chuỗi ngày đó tuy ăn sung mặc sướng, nhưng mà cũng không kém phần đắng cay tủi nhục. Vú sợ sau này con không thể nào có những ngày tháng thanh thản đó. Đối với con, chỉ cần có nhiều tiền, nhiều đất, nhiều ruộng, tài sản của con phải nhiều gấp trăm, gấp vạn lần gia đình họ Trần thì con mới cam lòng. Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm mắm cái thì ngáy o o. Có tiền nhiều như ông làm chi? Con thấy không, chết đi rồi cũng có mang gì theo được đâu. Như má con đó, ăn cơm với mắm cái mà có đổi được một ngày bình an nào không vú? Con chưa thấy ai khổ vì giàu sang hết. Con không muốn con gái của con sau này phải lo nghĩ và sống trong cảnh nghèo khó. Tương lai luôn nằm trong tay người giàu. Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời. Đời má con đã khổ, con muốn đến đời con của con phải sung túc. Có như vậy má con mới ngậm cười nơi chín suối được vú à. Bằng cử nhân. Đây là gì vậy con? Chỉ là một loại giấy tờ thôi, chứ đừng bận tâm. Con nói dối. Vú thấy đây là bằng cử nhân. Con đâu có đi học đâu mà lại có bằng cử nhân. Chứ đừng bận tâm tới chuyện làm ăn của con. Con tự biết lo liệu mà. Trời đất ơi, con làm bằng giả hả Hân? Con bị mất trí rồi hả? Bằng giả thì sao mà làm ăn được chứ? Chỉ cần con đạt được mục đích và má con thỏa được tâm nguyện khi xưa, thì cho dù có như thế nào đi nữa, con cũng làm bằng mọi giá. Chà, cậu Vĩnh Phúc giỏi quá. Mới đây mà đã ru được bé Nhân An ngủ rồi. Hả? Không, cậu cứ ngồi đây. Ngủ. Mới ngày nào cậu còn là một con người lạnh lùng đến khó gần, vậy mà giờ đây cậu như trở thành một con người khác. Quả thật, thời gian có thể thay đổi được mọi thứ. Vạn vật xoay vần vào bước đường cùng sẽ giống như một loài độc dược kinh khủng nhất, không mùi, không vị, chỉ từ từ thấm vào da thịt rồi cứ thế quỷ hoài đến chết. Cậu Vĩnh Đức cũng không thoát khỏi số phận ấy. Có ai mà ngờ được rằng một người phụ nữ như con Hân lại có thể làm được những chuyện đó. Ngay cả tôi cũng không ngờ tới. Tôi biết lòng thù hận đã che mắt nó, nhưng tôi cũng biết con Hân, tận sâu trong trái tim của nó đang chống lại sự dằn vặt. Nhưng điều không ngờ đến chính là hai thế hệ của gia đình ông giờ đây lại có một điểm chung là sự ngờ ngợt. Nhìn bà già này khóc lóc mà mũi lòng. Quả thật, cậu đã không còn là Vĩnh Phúc xưa kia nữa. Đúng là tuổi già nó không chừa một ai, vừa mau nước mắt, vừa mệt tâm can. Phải chỉ con Hân được phần nào như cậu, nó quên hết mọi chuyện, thì có lẽ giờ đây nó đang hạnh phúc. Thay vì lại mãi mê theo đuổi những tham vọng mù quáng ngoài kia. Cậu nghỉ sớm nha. Để xảy ra vậy hả? Để trên bàn đi mà hả? Chuyện gì con, vậy? Chuyện gì có xảy chuyện ra gì vậy? Con đừng làm chú sợ chứ. Chú ngót rồi, mất rồi, mất hết rồi. Giấy tờ làm ăn mất hết rồi. Mất cái gì? Mất hết rồi. Giấy tờ mất hết rồi. Tại sao vậy? Tao mất rồi. Hân à, hả? Con bình tĩnh lại đi. Chú xin con đó. Mới hôm qua đây thôi mà. Ai đã lấy cắp giấy tờ của con rồi? Người thấy giấy tờ của con chỉ có Vũ thôi. Vũ nói đi, Vũ giấu nó ở đâu? Con biết là Vũ không đồng ý con làm như vậy, nhưng mà chuyện này rất quan trọng với con. Hân à, Vũ xin con, Vũ thề với con là Vũ không biết giấy tờ gì hết trơn á. Sổ giấy tờ đó là mạng sống của con đó Vũ. Vũ hứa với con, cả đời Vũ không bao giờ làm điều gì để hại con. Vũ không bao giờ lấy gì của con. Vũ không thể làm hại con đâu. Thôi được rồi. Là con sai, con xin lỗi Vũ. Thiệt đúng là con mất trí thiệt rồi. Tại sao mà con có thể nghi ngờ Vũ được chứ? Con thử nhớ kỹ lại coi, con có cất chúng ở đâu không vậy? Nó ở đây, con để nó trên bàn nè. Nó có kẻ trộm, chúng lấy tiền chứ lấy giấy tờ làm gì? Hay là mình đi báo công an đi. Nếu như công an bắt được kẻ trộm thì họ sẽ truy ra nguồn gốc của số giấy tờ đó. Lúc đó thì con chỉ có đường chết. Dạ, chào bà. Dạ, hai anh tìm ai vậy? Xin chào bà, chúng tôi đến tìm cô Ngọc Hân, chủ xí nghiệp may Ngọc Anh. Là tôi. Cô Ngọc Hân, đây là lệnh bắt khẩn cấp. Chúng tôi được quyền tạm giam cô về tội làm giả giấy tờ và một số tội danh nghiêm trọng khác mà chúng tôi còn đang điều tra. Các anh có bằng chứng đâu mà bắt tôi? Tôi không có tội. Cô không cần phải ngụy biện có tội hay không. Xin mời cô về đồn làm việc sẽ rõ. Tôi xin phép được làm phận sự. Tôi xin anh mà. Xin lỗi bà. Tôi xin anh. Bà có thể gặp cô ấy ở trại tạm giam. Con Ngọc Hân, con à, con. Xin bà đừng cản trở người thành công vụ. Ngọc Hân. Vũ, em chào chị. Sao con ốm quá vậy? Con không sao đâu. Vũ ngồi đi. Rồi con sẽ sớm ra khỏi đây thôi. Con chỉ lo cho Vũ và Nhân An. Hai người ở nhà có khỏe không? Vũ có thiếu tiền xoay sở không? Vũ với Nhân An có tiêu tốn Vũ đâu con. Với lại tiền dành dụm mà con đưa cho Vũ vẫn còn nhiều mà. Con xin lỗi Vũ, để cho Vũ phải khổ như vậy. Con thiệt không chịu nổi. Bây giờ tiền dành dụm của con phải dùng để chạy cơm từng ngày. Số tiền đó tuy không lớn, nhưng mà đối với Vũ nó là cả một gia tài đó. Rồi con sẽ trở về. Con đang tìm một luật sư giỏi để kháng án. Vũ và Nhân An ráng giờ con nha. Khi con ra được rồi, con sẽ bù đắp cho hai người. Hai người sẽ không phải chịu khổ nữa. Vũ à, bộ Vũ không tin những gì con nói sao? Không lẽ Vũ tin là con sẽ suốt đời phải chôn chân ở cái trại giam khủng khiếp này sao? Những gì con nói Vũ đều tin hết á. Vũ biết rằng con Hân của Vũ không bao giờ để cho Vũ và Nhân An phải chịu khổ mà. Kể từ khi con cán đáng mọi việc đã từ lâu rồi, Vũ đâu còn phải động tay động chân vào bất cứ chuyện gì nữa đâu. Lại còn được sống dư dả nữa. Vũ hiểu được những gì con làm cho gia đình mình là con vui lắm rồi. Đối với con, Nhân An và Vũ là quan trọng nhất. Nhưng cũng vì lẽ đó mà Vũ không cảm thấy hạnh phúc. Vũ nói gì kỳ vậy? Không lẽ những điều đó không đủ làm Vũ hạnh phúc sao? Làm sao mà Vũ có thể hạnh phúc được hả con? Khi chứng kiến con hàng ngày phải lao vô kiếm tiền, tẩu đất, còn Vũ thì không làm gì hết, thì làm sao Vũ chịu nổi hả con? Vũ đừng nói nữa. Vũ sai rồi. Vũ sai rồi. Vũ không sai. Kể từ lúc con nhắm mắt dấn thân vào cái gọi là tham vọng đổi đời của con, thì con đã hoàn toàn sai. Khi quên mất điểm dừng, cứ vậy mà lao dốc không thắng. Con không sai. Con không muốn quay trở lại cuộc sống nghèo khổ trước kia. Con không muốn làm một con ở. Con muốn làm chủ. Làm chủ để tránh xa tủi nhục. Tránh xa. Tránh xa. Đừng coi thường của những kẻ xung quanh, cho biết không? Gì? Xin cán bộ cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa. Tôi xin cán bộ. Mọi thứ bây giờ đã thay đổi rồi con à. Đâu có còn phân biệt chủ tớ nữa đâu, mà con phải chứng tỏ nữa. Trong xã hội này, mọi người đều bình đẳng, không ai dám khinh con là phận hèn mọn nữa. Không cần giàu có, con vẫn có thể ngẩng cao đầu. Chỉ cần con sống thiện lương, biết dừng, biết đủ, đừng để lòng tham lấn át lý trí và ngụy biện cho những việc làm sai trái của mình. Con chào dì. Con. Dì không được khỏe hả dì? À, dì không có sao đâu. Vô, vô trong đi con. Dạ. Dì, hay là để con đưa dì đi bệnh viện nha. Hôm qua bác sĩ đã đến khám cho dì rồi. Vậy thôi, để con đưa dì vô nhà. Ở ngoài này trời gió, không có tốt cho dì đâu. Ừ. Dì ngồi đi dì. Anh Tâm. Em đi đường có mệt lắm không? Cũng chút ít thôi à. Nhưng mà bù lại, ra ngoài đó em học hỏi được nhiều thứ lắm. Em tin chắc loạt bài báo sau này sẽ đạt được kết quả khả quan. Nói chứ ra Hà Nội em cũng nhớ Sài Gòn lắm. Phải không đó? Nhớ Sài Gòn hay là nhớ người Sài Gòn? Anh á, đừng có nghĩ lung tung. Người Sài Gòn đông lắm, em nhớ không có hết đâu. Người á thì không nhớ hết, nhưng mà món ngon Sài Gòn thì sao? Em có bận không? Một chút nữa tụi mình đi ăn trưa nha. Cảm ơn anh nha, nhưng mà em chưa có muốn ăn. À, hay là anh chở em qua nhà dì Huệ đi. Em có mua quà cho dì. Em mới về à, nghỉ ngơi đi. Ngày mai á mình qua thăm dì Huệ cũng được mà. Không hiểu sao trong lòng em lạ lắm. Em chỉ muốn qua gặp dì Huệ liền thôi. Thôi được rồi, để em đưa em qua bên đó. Ừ. Có chuyện gì vậy? Tại sao cửa không khóa? Em không biết nữa. Lắm. Dì ơi dì. Thầy cho tôi biết được không? Hôm qua là 49 ngày của Vũ. Vũ Huệ ra đi đột ngột nhưng Thanh không biết. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Chúng tôi sẽ đưa hài cốt của Vũ về với cô Rạ ở chùa. Nếu cô muốn thì cô có thể đi cùng. Cuối cùng dì cũng đã đoàn tụ với cô Rạ. Dì an nghỉ nha dì. Vũ đâu? Cậu tỉnh ra rồi hả? Tôi đã tỉnh từ khi Vũ Huệ đưa tôi về nhà. Vậy là cậu đã giả câm, giả khùng để vào nhà tôi hả? Tôi nhớ đó là nhà của Vũ Huệ, nhưng nhờ vào lòng hào hiệp của cô mà tôi mới có trốn nương thật. Cậu đừng làm tôi hối tiếc vì đã có lúc nhân nhượng với Vũ, để cậu ở chung nhà với chúng tôi. Cô đừng nói giọng điệu đó. Đừng tưởng mình tốt đẹp. Chẳng qua cô không còn lựa chọn khác mà thôi. Vậy là việc cậu giả khùng giả điên là có mục đích hẳn hoi hả? Đúng vậy. Chẳng phải cô đã từng giả ngoan giả hiền để thực hiện mục đích của mình hay sao? Vậy bây giờ cậu muốn gì? Tôi muốn cho cô biết vì sao cô phải vào đây. Cô xem đi. Cảm ơn cô. Ông không cần đếm đâu. Tôi bảo đảm với ông mà. Cô Hân à, cô làm ăn thiệt là nhanh nhạy đó. Từ nay thì cô yên tâm rồi. Có tấm bằng này, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ông nên nhớ, chuyện này là bí mật. Lộ ra ngoài, cả tôi và ông đều bất lợi. Cô yên tâm đi, tôi làm việc này không phải lần đầu đâu. Thôi nếu không còn gì á, tôi xin phép về. Mời ông. Anh này... Không sao đâu. Mời ông. Hân, dạ chị Dung Di ạ. Cho chị ly nước chanh. Dạ. Đây là hồ sơ chị cần, em đã chuẩn bị đầy đủ. Dạ mời chị. Cảm ơn. Sao chị, có thiếu gì không chị? Phải công nhận em giỏi thiệt. Trong đây có một số giấy tờ chị không nghĩ là em có thể xoay kịp. Như vậy là đủ rồi đó. Chị sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục vay vốn cho em. Vậy khi nào có thể lấy được tiền hả chị? Chắc là nhanh thôi. Vì bây giờ chỉ cần bổ sung giấy tờ nữa là xong em à. Còn đây là giấy xác nhận của chị. Tuy là giấy viết tay nhưng em cứ yên tâm. Sếp của chị trước nay làm việc rất có uy tín. Em cảm ơn chị nhiều. Đây là chút thành ý em gửi cho chị. Vay được tiền rồi nhất định em sẽ không quên chị đâu. Cảm ơn em. Dạ, em đi trước nha chị. Chị có một số việc phải giải quyết. Em đi nha. Xin lỗi chị. Tôi xin lỗi. Alo. Hân phải không? Chị Liên nè. Dạ em đây chị. Chuyện giấy tờ thế chấp ngân hàng sao rồi chị? Xong hết rồi em. Hôm nay em có rảnh không? Chị tính gặp em để bàn việc hoàn tất hồ sơ đó. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Hay mình hẹn nhau ở quán cà phê hôm bữa nha chị. Dạ em không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Em cũng đã chuẩn bị xong khoản tiền như đã hẹn rồi. Dạ lát nữa gặp chị em sẽ đưa đầy đủ luôn. Chị hẹn em ở quán cà phê hôm bữa nha. Dạ em sẽ ra ngay. Chào chị. Chào em. Cậu đã lợi dụng vú để hại tôi hả? Thật ra tôi cần phải cảm ơn cô, vì những việc làm của tôi đều học được từ cô mà thôi. Dẹp cái giọng điệu đó đi. Những việc tôi làm là do các người bức tôi mà ra thôi. Không ai bức cô hết, là do cô ích kỷ, cô tham quyền. Cô không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Có gì mà con phải cười chứ? Tôi cười vì thương cho vú. Vú một lòng chữa trị cho cậu, đối tốt với cậu, rồi thì sao? Cậu chỉ lợi dụng tình cảm đó để đẩy tôi vào tù. Vú Huệ không như cô. Vú không thù không oán gia đình tôi. Chỉ có cô, lòng thù hận che mờ mắt cô rồi. Chính cô đã cướp đi mạng sống của em trai tôi. Đó là do em cậu từng chuốc lấy. Cô đúng là hết thuốc chữa rồi Hân à. Tôi hối hận vì ngày xưa đã yêu thương cô. Và chắc chắn Vĩnh Đức cũng phải hối hận khi lấy phải một người vợ như cô. Tôi cũng hối hận vì đã dằn vặt khi ra tay với cậu. Đáng lẽ đêm đó tôi phải chuốc thuốc độc chứ không phải là thuốc men. Và tôi tin Vú cũng hối hận khi đưa cậu về nhà. Tôi đã không lường trước cái ngày hôm nay. Đủ rồi, hai người đừng đem người đã khuất ra để nói nữa được không? Tôi nói vậy là sao? Vú Huệ đâu? Cô, bình tĩnh lại, cô ngồi xuống đi. Hả? Vú Huệ đâu? Vú Huệ đâu rồi? Vú Huệ đâu? À! Vú Huệ đã mất rồi. Tôi sẽ làm thành viên của Vú, sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng nhân này, và coi nó như là con ruột của tôi. Cô cười cái gì? Cô điên rồi. Cô bỏ đi. Đi ra đi. Cô bỏ đi. Tôi không ngờ sự thương hại của các người. Đi. Đi đi. Đi. Đồ khốn nạn. Vậy là từ nay Vú Huệ đã được đoàn tụ với cô Rạ rồi. Vú sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa. Cuộc đời của dì gặp lắm truân chuyên. Nếu mà có kiếp sau, mong dì có được một cuộc đời hạnh phúc. Dạ đây thí chủ. Cuộc sống sau này cậu định liệu ra sao? Chắc có lẽ là tôi sẽ đưa Nhân An về lại ngôi nhà của cha má tôi. Dù sao cũng phải có người chăm sóc nhà cửa và một phần của ông bà tổ tiên chứ. Về lại đó, cậu không sợ sẽ nhớ đến quá khứ đau buồn hay sao? Cho dù có như thế nào đi nữa thì đó cũng là nhà của tôi. Trong thời gian cô qua nhà Vú Huệ, tôi nghĩ chắc Vú cũng đã kể cho cô nghe hết mọi chuyện. Và cô cũng đã biết đến lời nguyền năm xưa của cô Rạ, má của Hân. Sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu thật sự không biết gì về những chuyện đã xảy ra hay sao? Chưa một ai nói cho tôi nghe về mọi chuyện đã xảy ra. Đó là cả câu chuyện dài. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cậu lại oán trách và thù hận chị Hân nhiều đến như vậy. Với tất cả những gì cô ấy đã gây ra cho gia đình tôi thì tôi không có quyền trách hay thù hận hay sao chứ? Ý tôi không phải là như vậy. Chỉ là... Cô đừng có lấp lửng như vậy nữa. Cô biết gì? Cô hiểu gì về gia đình tôi? Cô nói đi. Có chuyện gì thì mau nói cho tôi biết đi. Cô Vĩnh Phúc, Có phải là cậu Vinh Phúc không? Cậu Phúc, cậu vẫn còn sống sao? Tất nhiên là tôi vẫn còn sống. Còn cậu làm gì ở đây vậy con Mão? Tạ ơn trời Phật đã cho cậu còn sống. Tôi đã không mang tội giết người. Cậu Phúc ơi, tôi xin cậu hãy tha cho tôi. Bao nhiêu năm qua tôi sống dằn vặt lắm rồi. Tôi phải nương nhờ nơi cửa Phật để sám hối. Mong cậu hãy tha thứ cho tôi. Cậu Mão à, cậu làm cái gì vậy? Cậu đứng dậy đi. Cậu nói cái gì tôi không có hiểu. Thật được dĩ lắm tôi mới phải làm như vậy. Xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Cậu Mão, hãy nhìn tôi đây nè. Nói cho tôi rõ tại sao đi cậu Mão. Cậu đi với em có vui không? Ở bên em cậu có cảm thấy hạnh phúc không? Vậy cậu có yêu em không? Em làm gì mà hỏi nhiều vậy? Vậy cậu có thể vì em mà không cưới cô Ngọc Điệp được không? Không thể được. Tại sao? Đến bây giờ mà em vẫn chưa hiểu. Em phải hiểu là... Em không cần hiểu chuyện gì hết. Em không muốn hiểu. Tình yêu với cậu chủ nhà tôi tới thì đã sao? Không cưới Ngọc Điệp, em vẫn có thể giúp cơ ngơi nhà cậu thêm giàu có mà. Em phải hiểu. Dù em có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì em vẫn là một người ở. Còn Ngọc Điệp, cô dám quá lắm rồi. Ai cho cô cái quyền vô lễ với chủ như vậy hả? Thì ra với cậu tình yêu và hạnh phúc cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trong thâm tâm cậu, em vẫn chỉ là một con ở, không hơn không kém. Con Mão, con Mão đâu? Dạ thưa cậu, có chuyện gì ạ? Mang rượu lên đây cho tôi. Dạ. Chai rượu này lên cho cậu Phúc. Nhưng bà, cậu nói là cậu mang lên cho cậu Phúc đi. Cậu mang cho cậu Phúc liền đi. Rượu đây thưa cậu. Cậu ơi, có chuyện gì cậu cũng bình tĩnh, đừng giận quá như cậu. Đi ra ngoài. Chạy nhanh lên. Dạ. Kìa, cậu Phúc. Cậu Phúc. Cậu Phúc, cậu bị sao vậy? Cậu có sao không? Hả? Bị cho tôi uống cái gì? Tôi không biết. Cậu Phúc, cậu có sao không? Hỡi, Hỡi ơi. Cậu Vinh Phúc bị sao nè Hỡi ơi. Tỉnh lại đi cậu. Cậu ơi. Cậu Hằng ơi Hằng, con coi cậu Vinh Phúc bị cái gì rồi nè. Cậu yên tâm, cậu ta chưa chết đâu. Cậu nói cái gì vậy Hằng? Con đã cho cậu uống cái gì vậy hả? Hằng à, con phụ với cậu đưa cậu cả đến bệnh viện đi con. Con có nghe cậu nói gì không Hằng? Cậu đưa cậu ta đi theo con. Cậu bất tỉnh như vậy, con kêu cậu mang cậu Vinh Phúc ra đây làm gì vậy con? Chính là để chữa bệnh cho cậu ta. Chữa bệnh thì phải mang đi tới bệnh viện chứ. Tại sao mang cậu ra đây? Con đã nói rồi, nên đây là nơi chữa bệnh cho cậu Vinh Phúc mà. Con ngựa, con mang nó ra đây làm gì? Để nó làm bạn với cậu Vinh Phúc. Hân, Con đã nói gì vậy Hân? Con có còn tỉnh táo nữa không vậy? Hân à, đừng có bước tới nữa, nguy hiểm lắm đó con. Hân, con đưa cậu Phúc ra đây cho con. Hân, con định làm gì vậy? Cậu chỉ cần làm theo lời con, đừng có thắc mắc. Hân ơi, không được đâu. Con bình tĩnh lại đi Hân. Cậu mang cô ấy lại đây cho con. Con đừng có làm như vậy. Cậu cả rất tốt với con mà Hân. Hân, lần này con hãy tha cho cậu Phúc đi. Cậu sẽ đưa con và chị Huệ tới một nơi khác để có được cuộc sống bình an. Coi như mình rời xa gia đình của ông, mình rời xa hận thù với con, có được không con? Con biết là cậu muốn tốt cho con, nhưng má con từng nói tương lai của con ở trong căn nhà này. Hân à, này Hân à, cậu chỉ có quyền chọn. Một là con, hai là hắn ta. Hân, khi xưa cậu đã nhìn thấy má con uống thuốc mà chết, thì bây giờ cậu cũng sẽ nhìn thấy con thịt nát xương tan. Gia đình tôi vì cô ta mà tan tác. Tôi còn nói thế nào thì cũng không kể hết tội lỗi của mợ Hân. Nhưng mà tất cả những việc mợ Hân làm đều do sự chất chứa lòng thù hận từ rất lâu. Nếu như cha của cậu không bất nhân bất nghĩa thì gia đình của cậu sẽ không chịu hậu quả như ngày hôm nay. Cậu Mão, cha tôi đã gây ra chuyện gì? Cha của cậu đã gây ra cho má của chị Hân không biết bao nhiêu là đau khổ. Cậu Mão, cậu Mão nói tôi nghe mọi việc đi cậu Mão. Tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện, nhưng tôi sẽ bắt đầu một câu chuyện mà cả dì Huệ lẫn mợ Hân đều không hay biết. Và có lẽ mọi người cũng thắc mắc tại sao tôi nghe theo lời mợ Hân một cách mù quáng như vậy. Là bởi vì tôi đã đem lòng yêu thương ra từ lâu. Căn phòng này đẹp quá anh Mão ơi. Em thích lắm sao? Thích chứ. Ở trong căn phòng này em cứ tưởng tượng như mình là công chúa vậy đó. Em khéo tưởng tượng. Mà em nghĩ mình sắp trở thành công chúa thiệt rồi. Tại sao em nghĩ vậy? Vì quan lớn để ý tới em. Lúc nãy em thấy quan lớn nhìn em lạ lắm. Em cười với quan còn cười lại với em nữa. Ông bà nói em phải hầu hạ quan lớn thiệt tốt. Anh nghĩ coi, nếu mà em hầu tốt, chắc chắn em sẽ được thưởng. Dạ lại, em bây giờ thân tàn ma dại, cuộc đời em có còn gì nữa đâu. Bỏ trốn làm gì nữa hả anh? Anh sẽ tìm được người tốt hơn em. Không đã ấy, anh... Em biết là anh tốt với má con em, nhưng tương lai của con em là phải ở trong cái nhà này. Hôm vào cái ngày định mệnh đó, phu ông đã cho người kéo rạ ra sân phơi và bắt em tôi phải buộc rạ uống thuốc phá thai. Tôi cũng không ngờ là chính tại tôi đã giết chết người mình yêu. Nhưng tôi chỉ mong cậu hiểu tất cả những việc mợ Hân đã làm không phải vô duyên vô cớ. Mợ Hân cũng không phải là quỷ dữ như cậu Vĩnh Đức đã từng nhục má. Mợ Hân cũng không phải là người tham lam giàu sang phú quý như tất cả mọi người nghĩ về mợ. Chỉ là mợ muốn những người thân, những người xung quanh của mình có được cuộc sống sung túc. Mợ Hân cũng không hại cậu, không lợi dụng cậu như cậu nghĩ đâu. Bởi vì lúc đó mợ Hân rất yêu cậu. Tôi cảm ơn cậu, ngày hôm nay đã kể cho tôi nghe tất cả sự thật. Nhân An. Đây là Nhân An, con gái của Hân. Sao lại như vậy? Tội nghiệp con bé quá. Còn cô là? Tôi là Lam, là phóng viên. Tôi đã xin phép chị Hân cho tôi viết về cuộc đời của chị. Tôi cảm ơn cô. Cậu Mão, cậu trở về nhà với tôi đi. Cảm ơn cậu. Tôi ở đây đã quen rồi. Hàng ngày được nghe tiếng kinh kệ, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhàng thanh thản. Tôi hiểu rồi. Từ nay cô đã có thêm Vũ Huệ làm bầu bạn. Cô Phúc, cô vừa nói cái gì? Vì Huệ đã... Nếu không còn gì, tôi xin phép cậu vào. Tôi muốn thắp cho dì Huệ một nén nhang. Xin lỗi cậu, vì ngày xưa đã xem cậu là người ăn kẻ ở trong nhà. Có ai ép tôi đâu. Là do tôi tự nguyện làm người ở trong nhà cậu mà. Nếu không như vậy, tôi cũng không có cơ hội gặp được ra. Tôi xin phép cậu. Chào cô. Dạ. Căn nhà này lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Phải. Ngày xưa nơi đây người ra vào đông lắm. Và nhân tá điền nhà tôi nhiều đếm không xuể. Bây giờ trở lại khác xưa nhiều quá. Căn nhà này khác xưa nhiều lắm hả cậu? Chắc có lẽ là do cô ta đã thay đổi nơi này. Phía đó ngày xưa là bàn thờ của cha tôi ấy, vậy mà. Còn bên đó là nơi đặt cây dương cầm của Vĩnh Đức. Nói như vậy thì chỗ đó chính là nơi mà chị Hân từng đứng để coi cậu Vĩnh Đức chơi đàn. Phải. Nơi mà cô ta bắt đầu tiếp cận anh em tôi. Và kế đó đã làm những điều kinh khủng với gia đình tôi. Cậu vẫn không thể nào quên được lòng oán hận với chị Hân hả? Từ khi gặp lại cậu Mão ở chùa, tôi đã tự dặn lòng mình sẽ quên đi mối thù với người đàn bà đó, và xem quá khứ như là một giấc mộng để bắt đầu cuộc sống mới. Có thật là cậu đã tỉnh mộng? Cậu cười vì tôi đoán đúng suy nghĩ của cậu chứ gì. Không biết em tôi lúc bị hại chết suy nghĩ như thế nào. Thuốc. Xin cậu đừng làm như vậy. Tôi không giống như cô ta. Vậy cậu định sẽ làm gì? Chẳng phải cô đang rất muốn viết những chuyện xảy ra trong căn nhà này hay sao? Tôi sẽ đưa cô đi một vòng. Biết đâu người thật cảnh thật, cô có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh hơn thì sao? Vậy thì làm phiền cậu. Đây là nơi mà tôi làm việc năm xưa. Cô ấy thường hay ngồi ở đó. Đây là nơi chị Hân thường tính sổ sách sao? Không hiểu tại sao Duy chỉ có căn phòng này là không thay đổi. Cậu sao vậy cậu Phúc? Chỉ là tôi không thể tự giải thích cho bản thân mình hiểu suy nghĩ của cô ta. Khi giữ lại nguyên trạng căn phòng này. Đây là phòng của tôi. Vậy là cậu và chị Hân đã từng rất hạnh phúc ở đây. Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi phải không? Ừ. Em có nghĩ gì đâu thưa cậu. Em đừng giấu. Tôi biết là em đang không vui. Chỉ là em đang nghĩ tới cô Ngọc Điệp. Em đừng đem Ngọc Điệp ra nói nữa được không? Không lẽ tới bây giờ em vẫn chưa hiểu được tâm ý của tôi dành cho em hay sao? Em đã hiểu. Nhưng mà em chưa thể chấp nhận ngay được. Thôi được rồi. Tôi sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Khi nào em hiểu được thì hãy gặp tôi. Thưa cậu, giờ đây em không cần thời gian nữa. Điều em cần bây giờ là khoảng thời gian riêng tư ở bên cậu. Ngoài chuyện thành thân ra, mọi thứ khác tôi đều có thể dành cho em. Em muốn cùng cậu đi Đà Lạt. Em muốn đi Đà Lạt thật sao? Dạ phải. Em muốn đi để quên những chuyện đã qua. Và em muốn được ở gần bên cậu. Em sao vậy? Em không sao. Vậy mặt cô em cho tôi biết là em đang nói dối. Em chỉ hơi mệt. Cô mệt hả Hân? Hồng ấy, cô kiếm chỗ nào ghé vô cho cô nghỉ mệt chút rồi hãy đi nha. Được đó. Đợi cô ấy khỏe lại rồi đi tiếp. Em không sao thiệt mà. Cậu ơi, không cần phải nghỉ đâu. Tranh thủ lên đó sớm đi cậu. Em nghe nói là ở Đà Lạt có rất là nhiều ngựa. Đúng vậy. Trên đó có nhiều trại ngựa lớn lắm. Cậu có biết cưỡi ngựa không? Cưỡi ngựa thì có gì vui mà em muốn học. Cậu không thử thì làm sao biết nó không vui. Thôi được rồi. Em muốn cưỡi ngựa thì lên đó mình đi cưỡi ngựa. Em có vẻ thích con ngựa này. Cậu nhìn đi. Con ngựa này có sao trắng ở giữa trán. Bờm của nó tuy mỏng nhưng mà rất mượt. Cô đây thiệt là biết xem ngựa. Con ngựa này là con ngựa phi tốt nhất ở đây đó. Nó tên là Hồng Dung. À vậy sao? Dạ. Tôi không rành lắm về ngựa. Tôi chỉ thấy nó đẹp thôi. Mình đi xem tiếp đi cậu. Bên kia kìa, em thấy còn nhiều ngựa lắm. Xem ra chuyến này lên đây thời gian em dành cho ngựa còn nhiều hơn tôi. Cậu cứ ngạo em hoài, em thấy cưỡi ngựa cũng thú vị mà. Hay cậu với em cùng tập cưỡi, rồi mình sẽ đi thăm thú Đà Lạt bằng ngựa ha cậu ha. Cậu không thích hả? Tôi thích, chỉ cần được ở bên em. Em chưa về rồi đó hả? Tôi cứ tưởng em quên tôi rồi đó chứ. Cậu ghen hả? Tôi mà đi ghen với con ngựa của em à? Em ngạo cậu thôi. Tại cậu không chữa lại tập với em, cứ khư khư đòi về trước. Vì tại tôi thấy hơi mệt. Bộ... cậu thấy không khỏe ở đâu hả? Chắc là do đi đường xa, mà còn phải tập ngựa nên mới như vậy. Em xin lỗi. Không sao đâu, em dùng bữa tối đi. À, cậu, em quên nữa, lúc chiều em tập cưỡi ngựa, em phát hiện có một chỗ rất đẹp, cậu à. Ngày mai mình cùng cưỡi ngựa đến đó đi chơi nha cậu. Lại cưỡi ngựa? Tôi thấy chả có gì vui hết. Vui chứ, vừa cưỡi ngựa, vừa đi thăm thú cảnh ở đó, cậu à, em thấy rất là thú vị á. Tôi có ý này, hay là mình xuống Vũng Tàu chơi đi. Đi Vũng Tàu thì cậu đi một mình đi, em không thích. Sao vậy? Ở đó nhiều người, lại được tắm biển nữa, không phải vui hơn cưỡi ngựa hay sao? Em không thích trốn đông người. Với lại em thấy cậu muốn đi Vũng Tàu là vì còn mục đích khác nữa cơ. Tôi còn chỉ muốn cho em được vui thôi mà. Chẳng phải ra đó có nhiều cô gái mặc áo tắm. Em lại nghĩ lung tung cái gì vậy? Ra đó nếu mà có ngắm, tôi cũng chỉ ngắm mình em thôi. Nhưng mà em thích ở Đà Lạt hơn. Tùy em vậy. Sao lại là tùy em? Nếu cậu không thích ở đây, chúng ta có thể về mà. Chưa gì mà đã giận rồi. Tôi có nói là không muốn ở lại đây đâu. Em thấy là cậu không thật tâm chút nào hết. Em cũng chỉ muốn được yên tĩnh bên cậu, được cùng cậu cưỡi ngựa. Vậy mà. Thôi mà, đừng có giận nữa. Ngày mai tôi sẽ đi cưỡi ngựa với em, được chứ? Em không có muốn ép cậu. Tôi cam tâm tình nguyện. Cậu dậy lâu chưa? Đủ để ngắm em khi ngủ. Phải chi ngày nào cũng được như buổi sáng hôm nay thì hay biết mấy. Sao cậu lại im lặng? Chẳng phải hôm nay em muốn đi cưỡi ngựa sao? Hôm nay tại sao con lại muốn đi cưỡi ngựa cùng em? Chỉ cần em thích là được. Có những chuyện em thích mà cậu cũng có làm gì em đâu. Có những ranh giới tưởng chừng như là vô hình, nhưng không thể nào chúng ta có thể vượt qua được. Thật không ngờ hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tính toán của cô ta. Cô ta đã định liệu từ trước. Đúng là chị Hân có tính toán trước, nhưng mà mọi chuyện không có giống như là cậu nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ sao? Vậy chuyện tôi phải sống trong cảnh điên khùng suốt bao nhiêu năm nay là sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó hết. Ngay lúc này cậu đã hiểu tất cả rồi mà. Tôi biết. Cô muốn nói tới việc làm của cha tôi. Tôi cũng không đồng tình với những việc làm ác nhân của ông ấy. Nhưng chẳng lẽ tình yêu của tôi dành cho cô ta vẫn không đủ để làm cho cô ta nguôi ngoai hay sao? Thiết nghĩ hạnh phúc được công nhận mới là hạnh phúc thật sự. Chẳng lẽ đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu sao? Đúng là khó có thể dùng bất cứ lời lẽ nào để có thể biện minh cho tội ác của ông và chị Hân. Nhưng mà bằng một cách nào đó, họ cũng đã phải trả giá. Cậu không nhớ mình đã làm gì sao? Cậu gieo cho chị Hân hy vọng về tình yêu, nhưng cũng chính cậu đã nhẫn tâm đẩy chị Hân xuống vực khi cậu đón cô Ngọc Điệp về. Đúng là khi ấy tôi có lỗi với cô ta, nhưng mà chẳng phải tôi đã bù đắp cho cô ấy những ngày sau đó. Vết thương lòng đã khắc sâu vào tim. Cậu nói bù đắp là bù đắp được sao? Không lẽ đó là tình yêu của cậu dành cho chị Hân à? Bây giờ ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa. Cô cũng không cần phải ngụy biện cho tội ác của cô ta. Cậu phải đọc đó thì cậu mới hiểu được tại sao lúc nào tôi cũng binh vực chị Hân trước mặt cậu, cho dù những việc làm của chị không thể tha thứ được. Bởi vì tôi luôn tin rằng không có điều gì trên đời này. Hân ơi! Hân! Em ở đâu rồi? Hân ơi! Hân! Hân ơi! Hân! Hân! Em có sao không? Em đâu có sao. Con ngựa của em đâu rồi? Em cậu nói đằng kia kìa. Em muốn ngạo cậu một chút thôi mà. Không thấy em, tôi lo lắm. Em nhìn đi, phía trước của mình toàn là vực thẳm. Thôi, mình đi chỗ khác cưỡi tiếp đi. Em không muốn cưỡi nữa. Sao vậy? Ở đây nè, để chúng ta nhìn xuống thì chính là vực sâu, nguy hiểm lắm. Con giỏi lắm. Hoa này là hoa hồng. Hoa hồng. À, má Hân về rồi kìa con. Bây giờ mình thắp nến cắm lên bánh sinh nhật cho má Hân nha. Ủa, hôm nay là ngày gì mà có hoa với bánh vậy vú? Coi con kìa, suốt ngày chỉ lo công việc không à. Đến cái ngày sinh nhật của mình mà cũng không nhớ nữa. Đúng là con không thể nào nhớ nổi. Chỉ có vú là thương con nhất thôi. Mau, ngồi xuống đây rồi thở nến đi. Con đợi một chút, vú có cái này cho con. Nè, bánh của con nè. Giỏi lắm. Đây, cái này chú tặng cho con. Trước đây chú chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho con, nhưng thời gian rảnh chú tự thiêu khung tranh này. Con xem con có thích không vậy? Con cảm ơn chú tặng gì con cũng thích. Tranh đẹp quá. Hồn lạc bước trong bụi đời ảo tưởng, ngắm cành hoa chợt nhớ cánh vô u, ước gánh nặng âu lo như tuột xuống. Cảm vô u, chiêm ngưỡng đức phụ từ. Sở dĩ Du tặng bức tranh này cho con, Du cũng chỉ mong rằng cuộc đời của con và Nhân An sau này cũng giống như là cánh hoa vô u, gạt mọi phiền muộn, lo toan để mà sống. Con biết là Du lúc nào cũng lo cho con. Con cảm ơn Du nhiều lắm. Ân à, con hứa với Du nha, đừng để những tham vọng tiền tài cuốn con đi thêm một lần nữa nha con. Ân à, con có nghe Du nói không con? Con hiểu ý Du. Du cũng đừng lo nghĩ chuyện của con. Con biết là mình phải làm gì mà. Chỉ cần Du với Nhân An lúc nào cũng ở bên cạnh con là con mãn nguyện rồi. Cho bà ăn một miếng. Không thể nào. Tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này? Những gì tôi làm có gì là sai chứ? Có gì là sai hả? Kẻ gieo oan nghiệt đã phải đền tội. Bọn họ xứng đáng phải có kết cục như vậy. Ông trời, ông trời, trả lại cho tôi đi. Tại sao lại bắt tôi và những người thân yêu của tôi phải chịu được những nỗi đau khổ như vậy? Nếu chưa một ngày được sống hạnh phúc vậy mà. Còn Nhân An, nó đâu có tội tên gì đâu. Nếu không muốn trừng phạt thì trừng phạt tôi nè. Mọi thứ đã thay đổi rồi, có còn phân biệt chủ tớ nữa đâu mà con phải chứng tỏ mình là ai. Trong xã hội này chúng ta bình đẳng. Lời nguyền, người ta kinh sợ những thứ không tồn tại nhưng lại bỏ qua sự thật hiện hữu. Lòng thù hận, trách ai, trách ai đây? Số phận đẩy đưa hay là thực tâm muốn làm điều tàn độc? Nhân An à, đôi khi con như vậy mà lại hay. Con sẽ được sống một cuộc đời mà bà ngoại và chú Huệ và cả má nữa chưa bao giờ được sống. Con không có thù hận, không đau khổ. Tôi sẽ làm theo di nguyện của chú. sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng nhân em và coi nó như là con ruột của tôi. Ba xin lỗi con, nhưng ba tin rằng con vẫn sẽ sáng vui tươi với nụ cười trên môi, ngay cả khi chị à. Tôi thấy trạng thái tâm lý của phạm nhân rất là bất ổn. Sao chị biết? Nãy giờ tôi toàn nghe những chuyện kinh khủng. Lát nữa chị phải kiểm tra thường xuyên. Dạ. Chào cậu buổi sáng. Chào cậu buổi sáng. Tối nay mọi người hãy chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc thật là thịnh soạn. Nhớ phải có nến và hoa. Dạ, dạ rõ thưa cậu. Được rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi. Dạ, dạ. Đây sẽ là dịp định tình tôi dành cho em hơn à. Sau khi cưới Ngọc Điệp, tôi sẽ lập tức cầu hôn em. Hơn à, em phải chờ tôi. Tôi sẽ cho em một danh phận. Em sẽ là vợ hai của gia đình này. Hơn à, dù yêu em nhiều thế nào, tôi cũng chỉ có thể làm cho em được như vậy thôi. Cậu như cảm nhận gì giấu em đúng không? Tối nay em sẽ biết thôi. Sao lại là tối nay? Bây giờ em muốn biết được không? Làm gì mà cậu bí mật dữ vậy? Tôi sẽ cho em một bất ngờ. Cậu có thể cho em biết được không? Chẳng phải em muốn đi cưỡi ngựa hay sao? Mình đi thôi. Cậu không muốn cho em biết bây giờ thiệt sao? Đi em. Cô Ngọc Điệp đối với cậu giống như là hoa hồng vậy, nhưng đối với em, không chỉ có hoa hồng mới đẹp đâu. Có những bông hoa bọc ở gian đường, bám lên những thân cây thô ráp, nhưng chúng vẫn không ngừng tỏa sắc. Lúc còn nhỏ, có lần em vô tình cắm một vài bông hoa dại mà đã bị chửi mắng rất thậm tệ. Mãi đến khi lớn lên thì em mới hiểu rằng chúng không xứng đáng. Mặc dù chúng đang tôn thêm vẻ đẹp cho những bông hoa cao quý. Có khi nào Hân không muốn gặp tôi không Lâm? Tôi cũng không biết nữa. Tôi e cuộc gặp hôm trước với cậu, chị Hân... Đáng lý ra hôm trước tôi không nên nói những chuyện làm cô ấy đau lòng. Phải chi cậu biết sớm mọi chuyện thì có lẽ... Hai người có phải là người nhà của cô Nguyễn Thị Ngọc Hân không? Dạ phải. Dạ. Mời hai người đi theo tôi. Tôi có linh cảm chuyện gì đó không lành. Cậu đừng có nói gỡ. Biết đâu... Thưa cán bộ, xin lỗi cán bộ, cho tôi hỏi vài chuyện. Cô Ngọc Hân... Tôi báo cho hai người một tin, nhưng hai người tuyệt đối phải bình tĩnh. Dạ thưa cán bộ. Chị Hân xảy ra chuyện gì hả cán bộ? Cô Hân... Hân ơi, anh đã hại em rồi. Lỗi tại anh. Chúng ta về nhà thôi. Cao. Để rồi cái nhà này có thêm đứa con quay của mày nữa hay sao? Con ơi, sao đầy phải luôn nhớ ngày này, ngày bà ba bị bất tử trong nỗi quan và sự chuột chá tột cùng. Đây là Hân. Không biết hai đứa còn nhớ không? Hân à, em có còn nhớ tôi không ạ? Dạ, cả hai cậu em đều nhớ. Ngọc Điệp đã đi. Hân, tôi yêu em và tôi biết em cũng yêu tôi. Vậy tại sao chúng ta không tìm cách nào đó cho vẹn toàn? Có thể đó là cách vẹn toàn với cậu. Riêng em chỉ mong có một gia đình đàng hoàng với bao người khác. Chúng ta đã thuộc về quá khứ rồi Hân ạ.